Xin chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh của Huyền Azep Nguyễn. Mình rất vui khi gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt quần bộ đồ mùa thu nhé. Chất liệu cốt tông này. Dài quần của bác này là 88 nhé. Các bạn trừ 4 phân cặp rời cho mình. Nhưng cộng 3 phân đường, 4 phân đường may vẫn là 88 này. Dài quần 88 này. Vòng bụng của bác là 74 nhá. Vòng mông là 85 này, 85 các bạn chia 4 cho mình gần 21 này. 21 thì trừ đi 4 còn 17 nhá. Các bạn hạ đúng cho mình này. 17 cộng 1 này, các bạn hạ đúng cho mình 18 nhá. Các bạn hạ đúng giúp mình 18 này. Hạ gối 28 này. Bên đây các bạn giáng sang cho mình. 18 này. Dài quần là 88. Các bạn nối luôn ngang gấu cho mình. Ngang mông. Ngang gối. Ngang mông này. Các bạn chia ra 21 này, các bạn cộng 4 cho mình là 25. Ngang mông các bạn để cho mình 25 này. Vào moi quần này, vào đũng này, cửa quần này là 4 phân này. Các bạn lối thẳng lên nhé, kéo lên vuông góc với đường cạp này. Check vào cho mình 1 phân. Như là 18 các bạn lấy cho mình tầm 6 phân. Các bạn lối vào đường ngang mông này. Chia đoạn cửa quần này ra 5 nhé, thì các bạn lấy cho mình 2. Cái phần moi này các bạn lấy tầm 3 phân rưỡi, các bạn nối lên cho mình. Ngang gối nhé, các bạn lấy ngang gối cho mình này. 25 thì các bạn chia đôi cho được 12,5. Gối của bác này 8 rưỡi, các bạn lấy cho mình hình 9 này. Gối 9 này. 12,5 này. Ống bác này 15 thì các bạn lấy 7 rưỡi cho mình. Các bạn lối lên đây, gấu lên gối giúp mình. Từ gối lên ngang mông nhé. Các bạn đánh vào giúp mình tầm 3 ly. Kéo từ đường ngang gối lên 1 phần 3 của ngang mông. Các bạn cắt giúp mình. Hết đường phấn luôn nhé. Cộng cử động vào đây rồi nhé. Chắc chút mình hết đường phấn luôn nhé. Bạn khi cắt quần nhớ để thẳng thanh vải giúp mình nhé, tí lên quần nó bị vặn ống nhé. Giờ mình hướng dẫn các bạn cắt thân sau của quần này. Các bạn vẽ giúp mình thân sau nhé. Các bạn lấy thước góc này kẻ lên cho mình tầm phân rưỡi để đường này là đường dơm bũng quần nhé. Các bạn vẽ phân rưỡi giúp mình đường dơm bũng quần thân sau này. Dài quần vẫn 88 nhé. Hạ mông là 18 này, các bạn cộng cho mình 1 phân nữa 19 của thân sau này. Hạ gối 27 này. Bên này các bạn đóng sang giúp mình như thế. 19 này. 27 này. 88 này, dài quần này. Các bạn lối ngang gấu giúp mình. 12 rưỡi chia gấu ra giúp mình nhé. 7 phân rưỡi này. Cái này 7 phân rưỡi các bạn cộng thêm giúp mình 2 phân rưỡi nhé. Còn thân sau này. Ngang gối này. 12 rưỡi. Gối của mình 8 rưỡi là 9 này. Cộng 0,5 là 9 này. 9 này, 2 phân rưỡi này.
các bạn lối ở đây giúp mình, ngang ống ngang gối giúp mình. Ngang mông, ngang mông của mình là 25 cộng 5 là 30 nhé. Các bạn lối vào đây giúp mình, từ ngang mông xuống ngang gối nhé. Lên 1/3 này, từ ngang gối lối lên trên phần sườn mông là 1/3 thôi này. Và đụng cho mình 7 phân, vuốt thẳng lên giúp mình, chết vào 1 phân này các bạn. Chia ngang cái đường hạ đũng này ra, lối từ đường ngang đũng xuống gần hạ đũng này, các bạn lấy cho mình 1/2 nhé. Các bạn dâng đũng cho mình 1/2 phân nhé. Mình hướng dẫn các bạn vẽ xong rồi mình đi cắt này. Các bạn cắt tận từng phấn giúp mình. Cắt hết từng phấn giúp mình nhé. Và mình hướng dẫn các bạn cắt túi quần và cạp quần nữa là mình hoàn chỉnh quần nhé. Bạn đo giúp mình thân trước này là 19 này, thân sau 21 là 40 nhé. 40 các bạn gặp đo cho mình, cái này là 20 này. Các bạn lấy thước góc này, kẻ cho mình vuông góc lên cho nó không bị vặn nhé. Bạn để cho mình phần cạp là 10 phân rưỡi này, 20 này. Cắt phấn giúp mình nhé. Thế là các bạn cũng gấp vào, cắt nốt phần cạp ở đây giúp mình này. Mình đã hướng dẫn các bạn cắt xong cạp quần nhé. Các bạn cắt đi túi quần giúp mình này. Các bạn gặp đôi vải vào, để thân trước lên. Để thân trước lên. Các bạn hãy cầm túi cho mình tầm 22 nhé. 23 đi. Dài túi các bạn lấy cho mình tầm 23 nhé. Các bạn cắt theo cái đường sườn này cho mình. Các bạn hãy cong lên cho mình cắt túi nhé. Phần sâu túi các bạn để cho mình 12 đến 15 là được nhé. Cắt lốt vào túi này. Thế là mình hướng dẫn các bạn cắt xong quần thu đông chất liệu cotton nhé. Còn có thân trước này, thân sau và hai túi này. Các bạn thấy video của mình hay và hữu ích
hãy like, chia sẻ và đăng ký giúp mình nhé. Chúc tất cả các bạn các thành công. Chào các bạn.